vụ đặt camera ẩn nơi Châu Bùi thử đồ, thanh niên sinh năm 2000 cúi đầu nhận tội có thể đối mặt án phạt nào? Chiều ngày 25 tháng 6, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, nam thanh niên quay trộm người mẫu Châu Bùi trong nhà vệ sinh ở studio đã có khai báo với cơ quan chức năng về vụ việc. Thanh niên sinh năm 2000 nói trên thừa nhận hành vi quay trộm người mẫu Châu Bùi, đồng thời khai đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi này. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ việc này và động cơ thực hiện. Cơ quan chức năng xác định, thanh niên này có làm việc tại studio. Trong sáng cùng ngày, công an đã đưa thanh niên này tới tòa nhà, cũng là studio nơi xảy ra vụ việc, để phục vụ việc điều tra. Hơn 30 phút sau, thanh niên được khoảng 5 cán bộ công an đưa lên xe về trụ sở. Luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, theo Nghị định số 15/2020, hành vi đặt camera quay trộm trong nhà vệ sinh có thể bị phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc hủy bỏ thông tin cá nhân có được do thực hiện hành vi vi phạm. Trong trường hợp người quay trộm sử dụng hình ảnh thông tin của người mẫu Châu Bùi với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, làm giảm uy tín, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có mức phạt tù cao nhất lên đến 5 năm. Ngoài ra, luật sư Nhật nhấn mạnh hành vi ghi hình khi chưa được sự đồng ý của người khác là vi phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân theo quy định tại Điều 32, 38 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Trường hợp này, người bị xâm phạm có thể yêu cầu người quay trộm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện lên tòa án theo quy định pháp luật để yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, người quay trộm người khác sau đó tàn trữ, lưu hành, trao đổi, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến nội dung nhạy cảm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt đối với tội này bao gồm phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, trong đó mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm, theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.